Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với nhóm review. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là lắp cái bộ tời nhựa kim loại MK8 vào cái động cơ bước ở đây. Thì đây là thành phần của bộ tời nhựa kim loại MK8 này. Một cái bánh răng này, ống trục đệm này, đây là con lăn này, và các cái ốc, lò xo và hai tấm kim loại đây. Màu vàng khá là đẹp và chắc chắn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp lên cái động cơ bước đây. Thì đầu tiên các bạn sẽ lắp cái thanh này trước này. Rồi, các bạn đặt ở đây, các bạn thể quay các phía được. Này, thì mình sẽ quay phía này và cố định. Các bạn sử dụng cái ốc nhỏ nhất này. Rồi, cố định này. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái bánh răng này lên cái đầu trục của động cơ. Thì ở đây có hai cái ốc màu đen. Đấy, các bạn sẽ dùng dùng lăng và vặn nó ra. Đặt vào. Đây, các bạn sẽ sử dụng cái dùng lăng đặt làm sao cho nó đây, bằng như này. Mình sẽ xoáy vào. Xoáy thật chắc vào. Ok, thì là chúng ta đã lắp xong bánh răng. Đây, thì tiếp theo mình sẽ lắp cố định các cái đầu ốc để cố định cái lò xo. Thì đầu tiên các bạn sẽ lắp một cái ốc vào đây. Lò xo. Đó. Còn ở trên thanh này mình cũng lắp một cái ốc dài màu trắng này như này, và sử dụng cái ốc to này các bạn sẽ đặt lên vào cái lò xo này. Đấy, đặt như này, và khi mình cố định cái thanh kim loại này lên, mình sẽ đặt làm sao cho cái ốc này nó sẽ cắm vào cái đầu cái ốc bên trong này. Đấy, để giữ cố định. Đấy, tiếp theo là mình sẽ cố định cái thanh này vào này. Đó, các bạn sẽ sử dụng cái ống trục này, ống trục đệm đặt vào, và cái ống màu đen cố định. Đấy, cố định vào. Thì bước cuối cùng là mình sẽ lắp cái con lăn đây. Đấy, các bạn sẽ sử dụng cái ốc còn lại này đặt lên. Thì khi lắp cái ốc này, các bạn cần bóp lên là xoay vào. Đấy, bóp vào. Đấy, các bạn nhớ vặn chặt nhé. Đấy, nhấn vào này. Đấy, ok. Đấy, thì ở đây mình đã hoàn thiện lắp một cái bộ tời nhựa kim loại MK8. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cho bạn xem nhé. Rồi, ở đây mình có một cái mạch cắt dây chưa hoàn thiện. Đấy, sẽ lắp vào đây. Thì cái bộ này các bạn thường thường là sẽ thấy ở trong cái máy in 3D ấy. Rồi, để mình kiếm cái dây điện đã. Đây, thì đây mình có một cái dây điện này. Các bạn sẽ nhét. Đây, lúc mà nhét thì các bạn sẽ bóp cái đầu này. Các bạn nhét dây nhựa ấy. Ở đây thì mình sử dụng dây điện. Đấy, các bạn sẽ bóp vào. Và đút cái dây này qua. Thì mình cho chạy thử đây. Không biết là đúng chiều hay chưa ấy. Như là đút ngược rồi. Lên. Đó. Đây, mình sẽ cắt khoảng 10 mm. Số lượng là 1 này. Lách.
Đấy. 1 giây 10 mm. Start. Đó. Nhưng ngắn quá các bạn sẽ không nhìn thấy. Khá là chắc đấy. Đây này, mình sẽ cho nó chạy lại nhé. Cho khoảng 20 này. Rồi 30 đi. 3 cm. Next này, số lượng 1 này. À, cho 2 đi. Cho 2 nhé. Next. Đấy. Đấy. Thì nó sẽ chạy 2 lần. Thì mỗi lần dừng lại mình sẽ có cơ chế cắt dây. Thì đây mình sử dụng servo này. Nhưng mà mình chưa hoàn thiện. Rồi. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn lắp cái bộ tời nhựa kim loại MK8 lên cái động cơ bước để sử dụng trong máy 3D hoặc là các cái máy khác, ví dụ như máy cắt dây của mình ấy. Thì bạn nào có cái ý kiến review về hoặc là hướng dẫn về cái sản phẩm nào thì có thể comment phía dưới, mình sẽ sắp xếp thời gian và giúp đỡ các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.